chiều ngày 31 tháng 7, nhiều người dân hoảng hốt khi nghe tiếng súng nổ tại khu vực trước chợ Đông Ba trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế. Theo nhiều nhân chứng, khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 31 tháng 7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, đường Trần Hưng Đạo, khu vực trước chợ Đông Ba, thành phố Huế, nổ súng chỉ thiên, uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Được biết, hai tiệm vàng này cách nhau 4 cửa hàng, thời gian đối tượng nổ súng tại hai tiệm vàng chỉ cách nhau khoảng 1 phút. Sau khi nổ súng, đối tượng vơ nhiều vàng rồi vứt các khay đựng vàng ra phía trước đường. Tại hiện trường, tiệm vàng Hoàng Đức có nhiều mảnh kính tủ vàng bị vỡ, nhiều cành cây trước chợ còn rơi vãi dây chuyền vàng. Công an xác định có một nạn nhân tại tiệm vàng Thái Lợi bị thương. Sau đó, nghi phạm đi qua cầu Gia Hội đến khu vực nhà Lục Giác ở công viên Trịnh Công Sơn cố thủ. Lúc này, nghi phạm có biểu hiện kích động muốn tự sát. Khi bị truy bắt, đối tượng xin được gặp riêng đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh để trình bày. Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã vào nói chuyện, động viên, đối tượng chấp nhận buông súng đầu thú. Cơ quan công an đã thu giữ từ đối tượng một khẩu súng AK-47. Vào sáng ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba diễn ra vào trưa ngày hôm qua, tức ngày 31 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia phá án. Đây được xem là vụ án rất nghiêm trọng, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng phá án, thể hiện được sự sẵn sàng, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm, mưu trí trong phòng chống tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, thể hiện được tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Với thành tích trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.